Kính chào khán thính giả của chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Kimberly Hồ xin kính chào. Và thưa quý vị, hôm nay rất hân hạnh được trò chuyện cùng quý vị. Kimberly là một nghị viên của thành phố Westminster, cũng là ứng cử viên thị trưởng cho năm này, năm 2022. Năm nay là năm bầu thị trưởng. Trong cái thảm họa về tài chánh của thành phố Westminster, Kimberly rất mong chúng ta chọn đúng người để lên để giúp cho thành phố được quân bình ngân sách. Về tài chánh, thành phố hiện nay đang thiếu hụt 17 cho đến 20 triệu mỗi một năm. Và hiện nay, cái Measure Y đã được hội đồng thành phố và do chính hai người là Kimberly Hồ với ông Carlos Manzo là đã là hai người chính để giúp cho cái Measure Y này được chuẩn thuận. Measure Y chuẩn thuận nghĩa là sao? Là Measure Y sẽ được bỏ lên trên lá phiếu của quý vị cho tháng 11 này. Và rất mong rằng cái sự có sự ủng hộ của quý vị để được thông qua. Thì khi được thông qua thì thành phố sẽ được gia hạn cái 1 cent thuế. 1 cent thuế này không phải là bất cứ ai trên hội đồng thành phố gia tăng thuế, mà đây là cái 1 cent thuế mà đã bắt đầu 2016 trước khi Kimberly lên nghị viên, mà do ông Tạ Đức Trí bỏ lên cũng như là cái hội đồng thành phố của lúc đó. Thưa quý vị, vì cái thời buổi Covid vừa qua, nếu mà khi ông Tạ Đức Trí cho chỉ 6 năm để có cái 1 cent thuế, thì bây giờ đến cuối năm này là hết 6 năm rồi. Chúng ta không thể nào mà bù đắp được cái số tiền 17 cho đến 20 triệu mà trong chỉ 3 năm còn lại. Mà hết 3 năm là có COVID, bị COVID. Thưa quý vị, thử ra Kimberly rất mong rằng quý vị hãy đi bầu để nói lên cái nguyện vọng của quý vị, trân cầu dân ý. Đó là cái mục đích của hội đồng thành phố. Và trong cái thời gian vừa qua, thưa quý vị, mà Kimberly đã nhìn lại 20 năm, 25 năm của cái thời gian của thành phố Westminster, mà của cái hội đồng thành phố này, thì Kimberly thấy là trong thời gian mà chỉ có hai người làm thị trưởng mà thôi, mà hết cả hai người không phải là người hiểu biết gì về business, về thương mại, chưa bao giờ có một cái thương mại, cũng như là chưa bao giờ có một cái nghề, một đi làm như ông Tạ Đức Trí. Thì thưa quý vị, là bà Marjorie Rice là làm thị trưởng đâu cỡ 10 mấy năm, và ông Tạ Đức Trí thì 10 năm mà 18 năm ở trên hội đồng thành phố. Thời nay Kimberly rất mong rằng quý vị ủng hộ cho có sự thay đổi. Mà cái sự thay đổi này là chúng ta phải nhìn đến người nào mà bầu lên thì phải có kinh nghiệm. Phải có kinh nghiệm để phát triển thành phố. Phải có kinh nghiệm học vấn, như Kimberly là một người đã đạt được thạc sĩ về quản trị kinh doanh từ trường UCI và cũng là chủ nhân của công ty Apogee International trong suốt 32 năm qua. Và chúng tôi đã chứng minh cho quý vị thấy cái hiểu biết, cái tâm và cái đạo đức của chúng tôi trong suốt 6 năm làm việc trên hội đồng thành phố, và cũng như là 32 năm đã hoạt động trong thành phố Westminster và là một chủ nhân của công ty Apogee. Kimberly rất mong được cơ hội để phát triển thành phố này, nhưng chúng ta phải cùng nhau cứu cái thành phố này. Nếu mà những năm khác, tháng khác, thì chúng ta có thể nhìn với những cái tầm nhìn khác. Nhưng mà bây giờ với cái thảm họa về tài chánh,
của thành phố Westminster, chúng ta phải nhìn đến, phải bầu cho, và rất mong rằng quý vị bầu cho Kimberly, là vì Kimberly có đầy đủ kiến thức, đầy đủ kinh nghiệm và học vấn để giúp cho thành phố này càng ngày càng phát triển. Bây giờ Kimberly có thể ví được cái thành phố này như là một cái con thuyền hoặc là một cái tàu mà đang như là cái tàu Titanic mà đang chúc đầu xuống đáy biển. Thưa quý vị, nếu mà ở trong một cái tình trạng như cái tàu Titanic thì quý vị nghĩ là ai quý vị sẽ bỏ lên là người captain của cái tàu này để có thể lèo lái cái tàu này ra khỏi cái thảm họa? Thưa quý vị, người đó chính là Kimberly Hồ. Trong 4 ứng cử viên, thưa quý vị, thì chúng ta có 2 vị cảnh sát, một người từ LAPD, là một người từ Long Beach PD, rồi một người là bà là engineer, nhưng ông ta không được làm engineer nữa, đã 10 năm nay rồi. Và ông ta cũng cố gắng hết sức để làm thương mại nhưng thất bại. Thì thưa quý vị, trong 4 ứng cử viên, trong đó có Kimberly cho thị trưởng thành phố Westminster, nhưng chỉ có một mình Kimberly Hồ, người duy nhất mà Hiệp hội Cảnh sát thành phố Westminster đã chọn để ủng hộ. Năm 2020, Kimberly đã được Hiệp hội Cảnh sát ủng hộ. Và bây giờ, 2 năm sau, lại có sự ủng hộ của Hiệp hội Cảnh sát một lần nữa. Thưa quý vị, rất mong rằng quý vị giúp Kimberly một tay để cái thứ nhất là bầu cho đúng người để dấn thân một cách chân thật, không phải là giả dối. Khi Kimberly nói giả dối là có nhiều ứng cử viên, có nhiều người nghị viên lên đây mà Kimberly cũng đã nêu ra hết những cái mà mình đã chứng kiến. Khi mà họ lên mà họ chỉ làm giàu cho chính họ. Kimberly là người đã thành đạt. Kimberly là một người mà hoàn toàn lên để dấn thân mà đôi khi còn phải lấy túi tiền của mình ra để làm việc, chứ không có hề, chưa hề lấy một cái gì từ hội đồng thành phố hoặc là cư dân hoặc đồng hương. Thưa quý vị, như quý vị cũng đã chứng kiến bao nhiêu năm Kimberly ủng hộ cho các cựu quân nhân, thương phê binh và quả phụ, cho hội thương phê binh và quả phụ khi có cựu và cố trung tá hạt nhân điều khiển. Và mới đây khi mà bà Thanh Thủy đã take over cái địa vị của bà trung tá cựu trung tá hạt nhân thì Kimberly vẫn theo và vẫn ủng hộ cho thương phế binh. Tại sao? Tại vì theo tấm lòng của Kimberly, có nhiều người nói tại sao mà ủng hộ 20.000 nhiều quá vậy? 20.000 có thể mua được rất là nhiều thứ. Những cái gì mình muốn, luôn cả một chiếc xe 20.000 cũng có thể mua được. Nhưng Kimberly thì không nghĩ như vậy. Cha của Kimberly là cố đại tá Hồ Sĩ Khải, chỉ huy trưởng trường pháo binh ở Nha Trang, Dục Mỹ, từ 1970. Thưa quý vị, trong cái thời gian đó Kimberly học hỏi được, chỉ là Kimberly mới là chỉ là một đứa con nít cả 7 tuổi khi cha lên làm đại tá chỉ huy trưởng. Nhưng trong cái thời gian đó Kimberly rất là để ý những cái gì cha làm. Và sau đó khi qua 75 thì cha cũng đã nhắc nhủ rất nhiều, và Kimberly khi nào cũng sát cánh bên cạnh cha để học hỏi. Và những lời mà cha đã dạy là khi nào cũng phải ủng hộ cho các thương phế binh còn lại tại quê nhà, không được may mắn để qua đây để tìm tự do như mình. Thành thử ra khi nào Kimberly cũng đặt trên hết những người không được may mắn, luôn cả những người
homeless, những người mà vô gia cư. Thưa quý vị, thực ra trong cái thời gian vừa qua, Kimberly cũng đã chứng minh cho quý vị là Kimberly là một người có đạo đức, làm việc từ cái tâm, từ đầu óc, có đầy đủ kinh nghiệm, học vấn, một nhà nghiên cứu và đã nghiên cứu ra một dòng dược mỹ phẩm, những gì mà không có trên thị trường. Và hiện nay khi nói đến những cái kinh nghiệm, những cái gì mà về đạo đức mà cha đã dạy, cha mẹ đã dạy cho Kimberly, thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã thấy tấm lòng của Kimberly rồi. Còn nếu nói đến những gì Kimberly sẽ làm một khi lên làm thị trưởng của thành phố Westminster, thì thưa quý vị, đầu tiên là Kimberly thấy không thể nào để cho chúng ta không có lực lượng cảnh sát bảo vệ chúng ta. Thời nay, ông Newsom là ông thống đốc đã thả tù nhân ra sớm, đã không care đến chúng ta sống hay chết. Hiện giờ 60% theo ông cảnh sát trưởng của thành phố Westminster, 6 tháng đầu tiên của năm 2022 so sánh với năm 2021. Thưa quý vị, là đã 60% tăng lên từ là về crimes. Thưa quý vị, thành ra bây giờ chúng ta không thể nào nghĩ đến là giảm lực lượng cảnh sát như những người ứng cử viên đối thủ của Kimberly đang nghĩ. Mà ngược lại, chúng ta cần phải có thêm những cảnh sát mà nói tiếng Việt. Nếu mà họ là người Mỹ nói tiếng Việt, Kimberly chỉ care là họ nói tiếng Việt để chúng ta có thể được phục vụ cho quý vị cao niên không nói tiếng Anh có thể được phục vụ một cách hoàn hảo hơn. Và chúng ta cần phải có lực lượng cảnh sát ngay đây chứ không phải là ở quận, nếu mà mình không có cái một xanh thuế đó, hoặc là mình không biết khuếch trương thành phố, thì trước sau gì chúng ta, thành phố Westminster cũng sẽ thuộc về quận. Mà khi thuộc về quận thì mình sẽ mất cái lực lượng cảnh sát riêng của mình, mà mình phải có phải đi theo county sheriff. Thì như vậy có tốt cho cư dân thành phố hay không? Dạ thưa không. Thì quý vị biết rằng county sheriff thì phải phục vụ đến 35 thành phố. Mà nếu mà chúng ta cần phải gọi để là report một cái crime nào đó, gọi 911, thì Kimberly đã từng nghe là nhiều cái mà mình nghe mình thấy mình không muốn nó thành sự thật. Tại vì khi quý vị gọi thì họ sẽ hỏi, và được biết là họ sẽ hỏi và họ sẽ coi cái tầm quan trọng của cái cú gọi đó. Mà cái cú gọi đó phải là có người chết hoặc có người bị thương thì họ mới đưa người tới. Khi nghe như vậy thì Kimberly thấy cái đó thật sự là không thích hợp với cái thành phố của mình, mà không thể nào mà là một cái alternative, một cái là tất nhiên là mình không thể nào thay đổi hoặc là đổi cái lực lượng cảnh sát của mình hiện nay đang có để mình đi qua county sheriff. Thành ra rất mong rằng quý vị hiểu điều đó, là cái đó là cái priority của Kimberly, là cái đó là đứng đầu những gì mà Kimberly cần phải làm cho quý vị. Cái thứ nhì, thưa quý vị, đó là giải quyết vấn đề vô gia cư. Quý vị biết là ông thị trưởng của thành phố Stanton, ông Dave Shaver, là người rất ủng hộ cho Kimberly, đã lên tiếng nhiều lần ủng hộ cho Kimberly trở thành thị trưởng. Ông ta trước đây, trong 2 năm, ông ta mời Kimberly về làm thị trưởng của thành phố Stanton, nhưng Kimberly đã từ chối. Và ông ta cũng đã khẳng định như vậy trên nhiều cái interview khác. Thưa quý vị, tại Kimberly nói rằng tôi cần làm, tôi là người của thành phố Westminster, tôi có nhiều việc cần phải làm. Ông ta thì chỉ muốn kiếm nhân tài
để thế ông ta, tại ông ta lớn tuổi và không sức khỏe rất là càng ngày càng yếu, ông ta cũng cỡ 77-80. Thưa quý vị, nhưng mà vì ông ta muốn có một cái người thị trưởng mà để có thể nối đường ông ta đi, tại ông ta cũng là một người rất là giỏi và đã khuếch trương cái thành phố lên. Bây giờ thành phố Stanton đã vượt qua mặt thành phố Westminster rồi, thưa quý vị. Nếu so sánh với những thành phố chung quanh, thành phố lân cận, thì thành phố của mình như là một cái thôn quê. Có nhiều nơi nhìn lại thì như là một cái thôn quê. Mà tại sao là thứ nhất đó, thưa quý vị, là vì 25 năm trở lại, 25 năm, quý vị thấy là khi Kimberly xúc động như vậy á, là vì mình rất là thương thành phố này, thương cư dân và thương đồng hương, mới có thể nói lên được những cái sự thật, mới có thể chia sẻ được như thế này, thưa quý vị, quý vị thông cảm cho. Thành phố của chúng ta hiện giờ là đã tiêu tiền một cách phung phí, mà không phải nói là trong 6 năm vừa qua, mà nói là trong 20 năm vừa qua. Cái tiền mà để develop thành phố thì họ không biết làm cái gì mà họ đã bỏ vào công để đó, rồi họ lấy tiền để trang trải cho những cái chuyện khác mà không liên quan đến là khuếch trương thành phố. Bởi vậy những thành phố khác họ cũng được tiền như vậy mà còn ít hơn, mà họ lại dùng cái thứ tiền đó đúng cách và để họ khuếch trương thành phố. Thời nay cái số tiền của họ đã đầu tư vào cho thành phố của họ, nó đã giúp cho thành phố của họ được, có thể nói là đẹp hơn, mới mẻ hơn, và có thể nói là giúp cho thành phố khuếch trương và attract được những người du lịch đến, rồi lại được cái được mang thêm tiền thuế đến cho thành phố của họ. Thành ra thưa quý vị, là làm sao mình có thể để cho thêm 20 năm như vậy nữa, thưa quý vị. Mà Kimberly nghĩ đây, Kimberly không phải là một người mà muốn lên mà ngồi hoài. Kimberly nghĩ rằng cho chúng tôi cơ hội 4 năm để chúng tôi có thể cho quý vị thấy những gì mà mình có thể làm được cho thành phố này. Mà trên đài Phố Bồ Sa TV vừa qua, ông Andrew Lê đã phỏng vấn Kimberly, và mỗi thứ hai Kimberly có chương trình đó, thì Kimberly cũng có nói là khi mà lên hội đồng thành phố là thị trưởng, thì chúng tôi sẽ là người spearhead, chúng tôi là người có viễn kiến, chúng tôi là người có tầm nhìn xa để làm những cái gì cho thành phố. Mà Kimberly cũng đã bắt đầu nói đến cái từng khu một của thành phố, nói đến khuếch trương cho thành phố, làm mới thành phố, và làm, có thể nói là làm cho thành phố của chúng ta đẹp đẽ hơn và phồn thịnh hơn. Thì cái con đường đầu tiên mà Kimberly nói là con đường Moran. Thưa quý vị có biết là trong 15 năm vừa qua, hội đồng thành phố, dĩ nhiên lúc đó là không có Kimberly, chưa có Kimberly rồi, hội đồng thành phố đã bỏ tiền ra và làm cái general plan, là một cái plan cho ban quy hoạch của thành phố. Và khi mà họ làm ra thì đâu phải rẻ, cũng tốn họ đến mấy năm trời và đến hơn 100.000 đô la. Và thưa quý vị, họ đã làm ra một cái plan thật là hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi thành phố được một cái bằng khen từ tiểu bang, là cái plan quy hoạch của thành phố quá hay, quá đẹp, quá tốt, quá hoàn hảo để đưa thành phố của mình đi đến 10 năm tới. Nhưng rất tiếc
rằng hội đồng thành phố lúc đó, ông thị trưởng lúc đó, bà thị trưởng lúc đó không hiểu gì, không có cái viễn kiến, không có cái nhìn xa và cũng không làm tròn bổn phận trách nhiệm là phải execute những cái gì ở trong cái plan đó. Mà họ lại bỏ cái đó trong một cái tủ rồi nó collect dust, tất nhiên là bây giờ phải Kimberly sẽ lấy ra, phủi bụi, mở ra. Và cái đầu tiên là cái con đường Moran. Thưa quý vị, trong cái thời gian chắc quý vị cũng có nghe cách đây 10 năm, nhiều người đến con đường Moran, nhiều người đến mua đầu tư, nhiều cơ sở thương mại đã bỏ hết những căn mà ở mặt tiền trên đường Bosa, họ đầu tư trên đường Moran với con đường Dillon. Thì cái chuyện gì xảy ra mà tại sao bị khựng lại? Tại vì hội đồng thành phố không tiến tới, không bỏ tiền ra để đầu tư vào một cái specific plan. Tại vì cái plan quy hoạch nó chỉ là một cái plan từ trên trời nhìn xuống thôi. Còn cái plan specific plan nghĩa là cái plan cho chính cái khu đó. Thì nếu mà họ làm mà họ đổi zone cho cái plan đó, thưa quý vị, thì lúc đó những người mà đến để khai thác những cái lô đất đó mới có thể làm được. Nếu không có cái zoning đó, không có cái specific plan đó, họ sẽ không làm được. Thì có phải như vậy là cái vấn đề của chúng ta hiện nay không? Trong khi nhiều nơi, cái thưa quý vị là mình không nói những nơi khác, bây giờ mình nói trong cái plan quy hoạch của thành phố nói cái gì cho con đường đó. Nó nói là con đường đó, tất cả những lô đất đó có thể xây lên làm 4-5 tầng mixed use, trên là nhà ở, dưới là retail. Thời nay quý vị có thấy một cái nào bill như vậy không? Thưa quý vị, khi quý vị bầu cho Kimberly, thì quý vị biết là Kimberly có đến gần 4 năm trên ban quy hoạch của thành phố. Kimberly đã serve 4 năm, 3 năm rưỡi trên ban quy hoạch và một nhiệm kỳ rưỡi, tất nhiên là 6 năm trên hội đồng thành phố. Và Kimberly đã làm 32 năm cho công ty Apogee International, là một chủ nhân mà khuếch trương chỉ từ $500 lên đến mấy triệu cho cái cơ sở thương mại của chính mình. Thành ra Kimberly có một cái nhìn và Kimberly hiểu về quy hoạch, hiểu về những cái gì mình cần phải làm để phát triển. Cái nghề tay trái của Kimberly là về xây cất. Thưa quý vị, thành ra khi mình nhìn như vậy, mình thấy wow, ngoài cái đó ra là thành phố còn phải làm cái gì ngay trên cái con đường Moran đó hay cái khu đó, là để cho mình có phát triển được cơ sở thương mại, mình cần phải có một cái, trước hết là phải có một cái parking, một cái parking structure, một cái khu đậu xe mà hiện giờ propose là 800 chỗ đậu xe mà lên đến 4-5 tầng ngay khu đó, để giúp cho những người mà khai thác hay là họ develop cái khu Moran, họ mới có chỗ để đậu xe. Tại vì nếu mình bắt họ phải xây cái chỗ đậu xe thì họ phải làm cái underground parking thì tốn $300,000 mỗi một lô. Cái đó có lý không quý vị? Dạ thưa không, đó là lý do mà cái người thị trưởng phải có những cái hiểu biết này và phải spearhead, tất nhiên là phải dẫn đầu và phải có cái biết cách để nói chuyện với đồng viện, để thuyết phục được đồng viện, để có thêm 2 lá phiếu thì mới được đa số. Rồi từ cái đa số đó mình có thể có được cái plan của mình, rồi từ đó mình có thể nhờ cái sự giúp đỡ của nhân viên thành phố. Hình thử ra Kimberly nói ngày hôm nay thì cũng rất là chi tiết thưa quý vị. Nhưng mà rất mong rằng quý vị đón nghe cái chương trình của Kimberly. Nếu mà trên YouTube quý vị có thể đánh vô là Kimberly Hồ. Còn nếu mà quý vị nghe trên đều đặn mỗi thứ hai lúc 7 giờ trên phố Bosa TV, kỳ tới Kimberly sẽ nói về cái downtown Westminster. Downtown Westminster của mình ở đâu thưa quý vị? Where is it? Bây giờ nó đang nằm ở đâu Kimberly chưa thấy. Trong khi các thành phố khác đều có downtown. Thưa quý vị, Kimberly sẽ cho quý vị thấy downtown Brea mà Kimberly đã từng viếng thăm. Downtown Placentia, downtown Garden Grove, downtown Anaheim. Where is our downtown?
downtown của thành phố Westminster nằm ở đâu thưa quý vị? Thành ra nếu mà chúng ta nói về tài chánh, nó không phải là hên xui may rủi thưa quý vị. Kimberly biết rằng trong lúc mà chào cờ ngày hôm nay, Kimberly cũng có thưa và cầu và nói lên tiếng để khấn Đức Thánh Trần giúp cho hội đồng thành phố vượt qua khỏi cái thảm họa về tài chánh. Thì cái phần đó là cái phần chúng ta nên khi nào cũng nguyện cầu ơn trên phù hộ. Nhưng mà cái phần của mình ở dưới trần gian này là mình phải bầu cho đúng người. Nếu mà mình bầu cho không đúng người, cái người không có tài, không có hiểu biết, không kinh nghiệm, thì thưa quý vị, làm sao ơn trên có thể giúp được chúng ta? Mà chúng ta không tự giúp cho chúng ta có một người giỏi giang và được ơn trên điều khiển. Mình chỉ giúp có cái sự điều khiển đó, nhưng mà trước hết chúng ta phải chọn cho đúng người thưa quý vị. Thì như vậy quý vị sẽ thấy con đường Moran, Downtown Westminster, con đường Bô Sa được phồn thịnh. Và Kimberly bảo đảm quý vị, đây là cái lý do mà Kimberly ra tranh cho ghế thị trưởng. Tại vì chúng tôi không thể nào để cho những người khác dẫn đường, vì những người khác chỉ ngồi làm phí thì giờ. Họ lấy cơ hội để làm tiền cho chính họ, để họ móc nối ở bên trong mà Kimberly cũng đã vạch ra nhiều lắm rồi. Và đồng thời họ lấy cái title đó, cái thương hiệu đó hay cái tên tuổi đó để họ ra làm le. Còn chính Kimberly thì thật sự khi mà được tín nhiệm bởi quý vị cho Kimberly cái lá phiếu, thì đến tháng giêng là Kimberly sẽ săn tay áo lên làm việc cho quý vị. Và không cần, không chỉ làm việc trước mặt quý vị mà ở bên sau lưng khi quý vị, tất nhiên là trong lúc mà chúng tôi lên hội đồng thành phố, những gì mà chúng tôi có thể làm, chúng tôi sẽ làm. Và những gì chúng tôi không làm được, chúng tôi sẽ biết cái cách kêu gọi, network và kiếm những người mà có thể làm được để hợp tác. Và cái mà hồi nãy Kimberly nói về ông thị trưởng Dave Sharver thưa quý vị, thì ông ra, ông ta rất là excited, ông ta rất là vui mừng. Và ông ta cũng đã yêu cầu Kimberly lên làm thị trưởng của bên thành phố Stanton như hồi nãy nói. Ông ta bây giờ ông ta biết là cái một câu mà ông thị trưởng thành phố Stanton nói với Kimberly, mà ngay cái ngày 7 tháng 6, cái đêm đếm phiếu của Assembly, ông ta gọi phone, ông ta nói rằng ông ta muốn cho Kimberly ra tranh cử thị trưởng từ hồi nào đến giờ. Ông ta đã plan hết rồi. Và ông ta nói lên một câu là thành phố Westminster cần you, please. Thành ra ông ta cũng sẽ dài dài chia sẻ những cái suy nghĩ của ông ta. Và ông ta đã serve chung với Kimberly một vài cái board. Thành ra ông ta cũng biết cái cách làm việc của Kimberly. Và ông ta đặt cái niềm tin trên Kimberly. Ngày hôm nay Kimberly xin quý vị đặt niềm tin, hãy đặt niềm tin trên Kimberly và giúp cho Kimberly có 4 năm làm thị trưởng của thành phố Westminster để giúp cho chúng ta vượt qua khỏi cái thảm họa này về tài chánh, để chúng ta không còn là chút đầu xuống đáy biển. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ vươn lên, khuếch trương một cách mạnh mẽ để thành phố này có thể là thành phố là nổi tiếng trên khắp thế giới, chẳng những với người Việt Nam mà còn là với người bản xứ. Mà Kimberly không cần nhiều tiền để làm việc đó. Đó là nhờ kinh nghiệm và nhờ học vấn. Với cái thành cứ với cái kinh nghiệm mà giúp cho Kimberly có nhiều cái, và cũng là trong cái DNA của chính mình cũng có nhiều cái sáng kiến, nhiều cái sáng kiến là innovations và nhiều cách làm. Là Kimberly từ nhỏ, từ xưa, từ lúc mới vừa thành lập công ty với chỉ có $500, Kimberly biết là cách để stretch cái tiền, cái đồng tiền của mình để mình có thể mua được nhiều hơn, làm được nhiều hơn.
Thành ra thưa quý vị, hôm nay thì Kimberly chỉ mong muốn quý vị ủng hộ cho Kimberly với lá phiếu, và chỉ rất nhờ quý vị, rất mong rằng quý vị gọi Kimberly để đặt những câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị cảm thấy Kimberly không xứng đáng thì xin quý vị một cú phone để chúng ta có thể trò chuyện và để trả lời các câu hỏi của quý vị. Số phone của Kimberly là 714-643-2626. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị. Xin kính chào.